Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trên kênh. Hôm nay ngày ngày 7 tháng 5 nha anh em. 2021 nha. Mình có lên một số cây mai đẹp nha. Xù có. Quái có nha anh em. Giao lưu đến anh em ha. Đây, cây mai búp măng nha anh em. Xù chăm chăm nha anh em. Xù bích minh nha. À, búp măng. Rồi không mất thời gian của anh em, mình tiến hành vô cây số 1 nha anh em. Đây cây số 1 anh em ơi. Xù bút măng nha. Xù chăm chăm nha anh em. Cây rất đẹp anh em ơi. À, xù chăm chăm bút măng nha anh em. Cây già cây lắm anh em ơi. Đáng cho anh em sưu tầm nha. Rồi không mất thời gian của anh em mình vô thông số chiều cao 39 thần tài nha anh em. Này mình đo một vị trí một nha anh em. Quanh đây là 45 yếu xíu rồi nha, tính đến anh em 44 nha. Đường kính bầu hiện tại nó 54. Rồi cái mai xù số 1 búp măng này Zalo với anh em là giá 6.500.000 bao ship cho anh em 200 cây nha. 6.500.000 nha anh em. Cái này đáng cho anh em sưu tầm nha anh em. Xù chăm chăm luôn nha anh em. Đó. 6.500.000 anh em ơi. Rồi cây số 2 nha anh em, một cây dáng bài nha, nó giống cái dáng thú bài anh em ơi, lấy đều bốn mặt, đặc biệt cái này mai này là mai sụt trứng nha anh em, những cái đầu rễ là sụt trứng hết nha anh em, trứng lọc nha, đó, nè đây trứng lọc hết nha anh em, sụt trứng lọc nha anh em, cây rất đẹp nha anh em. Cái bể đất thấy chống lạnh luôn. Bên đây là nó cũng đang đổ xù lâm nham nha anh em, chứ không phải là đổ xù như cây thuốc quý vậy. Rồi thông số chiều bay. Chiều bay tới đây là ngay đây là 1m15 bầu đây nha anh em, chiều bay nha. Quanh nó là 40 anh em ơi. Cũ đặt nó. Cô đặt nó là 44. Đó. Cái đường kính bầu hiện tại nó là 48. Cây rất đẹp nha anh em. Để sổ nha. Đặc biệt của nó sụt trứng nha anh em. Trứng lọc nha. Cái đầu mặt cắt ra trứng lọc ráo nha anh em. Cây nhìn ngoài lực cây lắm anh em ơi. Để nữa mình so sánh cho anh em thấy cây nó bự cái nào nha. Cây đáng cho anh em sưu tầm anh em ơi. Rồi mã số 2 Zalo với anh em 5 triệu anh em ơi. Bao ship cho anh em 200 cây nha. 5 triệu mã số 2 cây sụt trứng nha anh em. Cây rất đẹp anh em ơi. Lực cây. Mã số 3 cây này quái. Thằng dù. Chiều cao 5-65. Quần eo 22. Củ đặc 31. Mặt đế nơm 18. Cây rất đẹp nha anh em. Thằng vô quái đế lực. Mã số 3 cho lưu với anh em 1 triệu nha. 1 triệu mã số 3. Để nơm nha, giót cây nha anh em. Giót ngọn. Thân một phút. Chiều cao 1m11. Còn em ngay chỉ em 18. Xích xuống xét cầu rễ đây. Xét cầu rễ là 23. Dù số nơm, cây nơm dữ à. Trời 24 luôn, số nơm 24 nha anh em.
Mã số 4 giao lưu với anh em này giá 1.200.000, bao ship cho anh em nha. 1.200.000 cây rất dốt cây nha anh em. Cây rất đẹp. Cái cây này đáng cho anh em sưu tầm luôn tương lai nha anh em. Mã số 5. Cây lùng lực, cây quái. Chiều cao 36. Hoành eo 25. Lùng lực nha anh em. Cây lên sụp cám hết đó rồi. Mình bán không nói chứ bán mấy xu nha anh em. Mã số 5 Zalo 1 triệu anh em ơi. 1 triệu mã số 5. Đây, mã số 6. Cái này cũng đang đổ xu nha anh em. Lên. Chiều cao 47. Quần eo ngay trí này 27, yếu xíu là tính 26 thôi. Đây, nói với đang lên cục 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 nha nè. Cây quái nha. Mã số 6 cho luôn 1.300.000 anh em ơi. Bao ship cho anh em nha. Thì rất có duyên nha nè. Đây, cây sunu nha nè. Chiều cao 44. Quần em ngay trí này 28. Đây, cái cây đang lên nu nha nè. Nu cục 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 đó ha. Cây này rất có duyên nha nè. Nó làm như giống cái con gì vậy. Để nu nu, u nặng rắn nha nè. Đặc biệt chỗ này nó bị xăm miếng mình xử lý keo rồi nha. Đó, nó bít ngón tay nè. Cây rất quái, nu phân rắn. Mà số 7 giao luôn, 1.700.000 anh em ơi. Cây ngoài rất có duyên. 1.700.000. Mã số 7 nha anh em. Đây, mã số 8. Nhân bài. Chiều bài nó tới đây là 55. Tới mặt bầu đây nha anh em, 55. Quần eo nó 22 có hơn. Tính 2 thôi. Cây quái cây nha. Và số 8 vô luôn 700.000 anh em ơi. 700.000 số 8. Đây, mã số 9. Chiều cao 50. Quần eo 23. Mã số 6 cho luôn 500.000 anh em ơi. Đấy khác. Mã số 10. Ok, này số 9. Cái này số 9 nha nè. Cây như 500.000 là số 9. Cái này số 10. Đọc lộn. 90. Chiều 3. Quanh nó ngày trí này 22. Nhân bài nha anh em. Mã số 10 giao lưu với anh em là giá 1 triệu anh em ơi. 1 triệu. Mã số 10. Đây, 11. Cây này nó quái nha anh em. Nó giống cái con gì vậy hả? Quần eo 20. Chiều cao 27. Mã 11 cho luôn anh em là giá 700 nha anh em. Cây rất có duyên nha anh em. Mã 12. Cây lực cây nha. Chiều cao 85. Quần eo 25. Để lực nôm nha anh em. Mã 12 Zalo 800.000 anh em ơi. Số tài cảnh mau chơi nha. Mã 13. Quay. Chiều bay
Tới đây là 49 nha. Rồi tới đây nha anh em. 50 luôn. 20 quanh. Thì quái nha anh em. Mới 13 Zalo 800 anh em ơi. Cái cây này già cây lắm nha anh em. Rồi. 14 cuối clip. 14 cuối clip nha anh em. Chiều cao 87. Neo 21. Quay nha. Giờ anh em mình sửa lại cây trắng trực nha anh em, chứ không phải là nó trắng siêu nha. Rồi, 14 cuối clip này, cuối clip này giao lưu với anh em giá 600. Rồi, cuối clip rất mong anh em cô chú bác ủng hộ mình ha. Ở đâu được săn những để có được săn những cái mày đẹp vô luôn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.